Chỉ một chi tiết qua trang phục cho thấy Quang Hải chiều Chu Thanh Huyền thế nào. Mới đây, khán giả đã tấm tắc khen Chu Thanh Huyền và Quang Hải đẹp đôi trong một bức ảnh với tông màu ngọt ngào. Chu Thanh Huyền xinh tươi với bộ váy và giày màu hồng cam dịu dàng và Quang Hải cũng mặc một chiếc áo phông đồng điệu với vợ. Từ đó mà netizen nhận ra rằng Quang Hải, Chu Thanh Huyền rất chăm mặc đồ có màu sắc tương đồng. Như trong một chuyến du lịch ở Hạ Long, cặp đôi đều chọn áo thun trắng, quần sóc màu xanh lá khoe vẻ đồng điệu xem ra trắng là tông màu yêu thích của hai vợ chồng bởi khá nhiều lần quang hải và bà xã đều chọn trang phục trắng từ đầu đến chân và netizen cũng khen rằng từ khi hẹn hò rồi kết hôn với chu thanh huyền sai ăn mặc của quang hải đã đẹp hơn trước nhiều đây cũng là một lựa chọn đồ đôi rất thú vị của quang hải chu thanh huyền chàng mặc đồ đen giày trắng thì nàng ngược lại sau khi trở thành bà xã của quang hải chu thanh huyền lại càng tích cực bán hàng online và mỗi phiên livestream của cô đều có doanh thu khủng có buổi bán được 1,6 tỷ đồng còn quang hải cũng rất chăm chỉ hỗ trợ chu thanh huyền bán hàng như quay clip cho vợ tìm sản phẩm hộ vợ Nấu đồ ăn khuya để vợ ăn sau khi livestream. Trong mắt chàng cầu thủ, Chu Thanh Huyền luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến anh dễ chịu và thoải mái sau những trận đấu mệt mỏi. Quang Hải cũng cho rằng hôn nhân hạnh phúc giúp anh thi đấu tốt hơn vì có nhiều động lực hơn.